Nếu như mà thời tôi học cấp 1 á, mà tôi có cái máy, có cái đồng hồ này á, là phải nói là hồi đó không phải là học sinh tiên tiến nữa rồi. Không, hồi xưa là mình nhớ là học sinh tiên tiến là cái level thấp nhất để anh em được trao giải. Còn một cái bậc cao hơn là học sinh giỏi, học sinh xuất sắc nữa. Đó, thì nếu như mà có cái này thì tôi đã được cái level hạng S đó rồi, xuất sắc rồi. Thì đây là một cái con Casio, nó mức giá đâu đó khoảng 900 nghìn thôi. Tôi nghĩ phải cũ mấy cơ, tôi nghĩ phải cũ mấy cơ anh em. Đây là một con Casio, nếu mà mua cho các bạn trẻ này, các bạn học sinh sinh viên đeo nó cũng rất là hay. Một con đồng hồ đỡ trống tay. Không, một con đồng hồ cho các bạn học sinh sinh viên mà bây giờ không có máy tính thì lấy cái này ra tính đỡ cũng được. Nhưng mà cái này cái nút nó hơi nhỏ, hơi khó bấm chút xíu. Đây là con Casio có mã là CA53WF. Cũng phải nói đây là một cái dòng nó là huyền thoại rồi. Bữa mình vừa mới thấy ông anh mình là chuyên bán Rolex không mà ổng cũng đeo con này nữa. Anh em có đánh giá như thế nào về nó? Một con đồng hồ nhìn vô là biết Casio ngay. Tại vì Việt Nam có ai bán máy tính nữa đâu, có mỗi con Casio thôi. Mình là Thương Trần, xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.